xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Coin 68 TV. Mình là Linda và hôm nay mình sẽ cùng với các anh em đi tìm hiểu cái tính năng Learn and Earn trên CoinMarketCap với token Near. Thì cho những bạn chưa biết thì ở video lần trước mình đã từng làm về tính năng này nhưng với token là Only One. Và video đó đã nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực cũng như là nhất rất là nhiều bình luận bảo mình là làm một video nữa nhưng mà về token Near. Cho nên hôm nay mình đã làm video này. Ngoài ra mình cũng cực kỳ hào hứng với cái video lần này vì hai lý do. Đầu tiên á, là hiện nay thì thị trường đang khá là bất ổn thì mình cũng đã ngưng giao dịch và mình vẫn không ngừng đi kiếm các cái kèo mà không cần vốn mà vẫn có thể có tiền. Thì cái kèo CoinMarketCap Learn and Earn này là một trong những cái kèo như vậy á. Còn lý do thứ hai đó là đồng Near đang thu hút cực kỳ nhiều sự chú ý từ đông đảo các anh em dạo gần đây. Bởi vì cái giá của nó đã x2 tức là đạt 18 đô ở trên Binance và x tới tận 4 lần tức là đạt tới 36 đô ở trên Huobi. Thì mình không biết điều này là tốt hay xấu nhưng chắc chắn là đã thu hút sự chú ý của đông đảo các anh em. Và mình hy vọng trong tương lai cái đồng Near có thể x4, x5 v.v. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu tính năng Learn and Earn trên CoinMarketCap với token Near. Mình bắt đầu ha. Để bắt đầu thì các bạn hãy bấm vào coinmarketcap.com ở trên thanh địa chỉ web. Sau đó các bạn di chuột đến cái thư mục Learn và click vào Earn. Thì trước mắt mình sẽ hiện ra cái giao diện Learn and Earn của CoinMarketCap. Thì ở cái dòng chữ ở đây thì mọi người có thể thấy đó là chữ Learn Crypto và Earn Crypto, tức là học hỏi về crypto và kiếm tiền từ crypto luôn. Thì cái cách vận hành của cái chương trình này cực kỳ đơn giản. Đó là bạn chỉ cần coi video, watch video, sau đó là hoàn thành một bài test nhỏ, complete quiz và cuối cùng thì bạn sẽ có cơ hội nhận được token của dự án. Thì mình xin nhắc lại đây là một kèo hoàn toàn free, tức là bạn sẽ không cần phải bỏ vốn vào. Bạn chỉ cần xem video và hoàn thành bài kiểm tra một cách chính xác là đã có cơ hội nhận token của dự án rồi. Ở bên dưới thì mình có thể thấy là rất là nhiều dự án có cái chương trình này. Nhưng bạn phải cẩn thận đó là mình chỉ được click vào những dự án có cái chữ Earn thôi. Tức là cái dự án mà đang live á. Còn những cái dự án còn lại thì nó chỉ có cái tính năng là Learn, tức là mình chỉ có thể học chứ không thể nào kiếm được token. Thì ở video lần trước thì mình đã cùng với các bạn đi khám phá cái chương trình này của Only One. Còn lần này thì mình sẽ cùng đi khám phá cái chương trình Learn and Earn của Near. Các bạn bấm vào Near cho mình nha. Rồi ở giao diện Learn and Earn của Near thì các bạn có thể bấm vào See Market Stats nếu muốn coi qua một thông số của Near. Còn không thì mình sẽ bấm vào cái video bên dưới. Ở đây thì mình sẽ thấy là mình có 5 video học. Thì mỗi video sẽ kéo dài tầm khoảng 2-3 phút. Tức là thật ra mình sẽ chỉ tốn từ 10-15 phút để mà có thể học hết các video này. Các bạn nên nhớ là trong quá trình học thì mình hãy ghi chép một cách đầy đủ, cũng như là ghi lại các từ khóa, các keyword để chút nữa mình làm bài quiz cho chính xác nha. Mình đã coi hết 5 cái video này rồi cho nên bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu làm cái bài quiz luôn. Các bạn hãy bấm vào cái chữ check the quiz bên dưới. Rồi trước khi làm bài quiz thì mọi người nhớ chuẩn bị cho mình 3 thứ. Đầu tiên là một tài khoản CoinMarketCap và thứ hai là một tài khoản Binance đã KYC. Bởi vì mình phải KYC thì mình mới có cơ hội nhận token nha mọi người. Mọi người nhớ là phải KYC. Và cái thứ ba đó là một ví Near. Tại vì cái dự án này là dự án của Near và Near thì có một cái ví Near ha. Cho nên mọi người phải chuẩn bị cái đó nữa. Nếu mọi người chưa biết cách chuẩn bị cái ví Near thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn. Ở trên cái bài blog này thì nó cũng đưa ra một số cái thể chế của cái chương trình này thì mọi người có thể xem qua. Thì ở đây người ta có bảo là các cái người dùng của CoinMarketCap thì có thể học về cái giao thức Near và làm một bài quiz nhỏ để có thể nhận thưởng. Tổng cái số token được phân phối một cách ngẫu nhiên giữa các người dùng mà đã hoàn thành bài quiz một cách chính xác trước khi mà cái chương trình này kết thúc. Mọi người nhớ là phải chính xác nha. Nếu mà không trả lời đúng thì không nhận được tiền đâu. Rồi cái tổng cái số token mà được phân phối thì sẽ tổng trị giá là 400.000 đô và mỗi người dùng mà hoàn thành chính xác thì có thể nhận được 10 đô dưới dạng token Near, tức là có khoảng 40.000 người nhận được cái token Near này. 10 đô thì có nghĩa là bằng với giá tầm 1 Near bây giờ, cho nên sau này nếu mà Near x2, x3 hay là x4, x5 gì đó thì rất có khả năng là bạn có thể gia tăng tài sản của mình. Rồi, nên nhớ là cái chương trình này chỉ chạy từ ngày 3 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 năm 2022 nên bạn hãy hoàn thành cái chương trình này trong vòng cái thời gian quy định nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Bạn hãy bấm vào cái đường link bên dưới. Đây, chứ đừng bấm vào cái dưới này nha. Vì bấm vào cái dưới này á, khi mà các bạn làm xong bài quiz thì nó sẽ bị lỗi. Cho nên các bạn tốt nhất là các bạn hãy bấm vào cái này.
Rồi bây giờ thì mình và các bạn sẽ cùng hoàn thành cái bài quiz này. Thì trước khi đi vào trả lời các câu hỏi này thì mình cũng xin nhấn mạnh luôn là mình không chắc rằng 100% tất cả những cái câu trả lời cho các câu hỏi này của mình là đều chính xác. Mình cũng đã xem video này, mình cũng tự học nè, sau đó mình sẽ đưa ra các cái câu trả lời này. Nhưng mà mình vẫn không có hoàn toàn chắc chắn. Cho nên khi các bạn làm thì các bạn phải tự research riêng, sau đó là đưa ra cái quyết định về các câu trả lời của mình. Rồi bây giờ mình sẽ bấm start luôn. Ở đây thì các bạn hãy bấm vào cái email mà các bạn dùng để tạo cái tài khoản CoinMarketCap nha. Rồi các bạn hãy cung cấp vào câu hỏi này một cái bài Nance User ID. Cho những bạn chưa biết thì các bạn có thể click vào cái chữ here này để xem hướng dẫn. Còn không thì các bạn hãy tới với giao diện bài Nance, sau đó click vào cái mặt profile và click vào tổng quan. Rồi các bạn hãy lấy cái ID người dùng ở đây nha. Rồi câu hỏi đầu tiên, các cái điều nào sau đây thì có thể làm ở trên cái giao thức Near? Thì mình sẽ chọn câu hỏi đầu tiên, câu trả lời đầu tiên. Đó là mình có thể launch một cái app EVM hoặc Solidity. Rồi cái thuật toán nào được dùng trong Near, đó là Proof of Stake như trong video. Một cái thành tựu ảnh hưởng xã hội mà Near đã đạt được, đó là cái Climate Neutral Product Label. Cái này có trong video luôn. Đâu là các cái use cases for Near Token thì mình thấy là tất cả đều đúng. Bạn có thể làm gì với lại là cái ví chính thức của Near? Thì ở đây tất cả cái này đều áp dụng được, nên mình sẽ chọn All of the above. Rồi cái điều này sau đây là không đúng với lại cái Nightshade Sharding. Thì mình xem video thì mình thấy là chỉ có cái này là không đúng thôi, còn tất cả các khác đều đúng. Cái main use case của Rainbow Bridge, của cái cầu Rainbow này, thì cái chính của nó là để kết nối Near với lại các cái blockchain Ethereum. Rồi những cái nhận định sau đây thì nhận định nào là miêu tả chính xác nhất cái Aurora? Cái Aurora này là một cái chuỗi EVM được xây dựng ở trên cái giao thức Near và cho phép các cái nhà phát triển Ethereum có thể tận dụng được cái blockchain vừa nhanh vừa không tốn phí vừa chi phí thấp. Rồi bạn đã tạo một cái tài khoản Near chưa? Và bạn hãy submit, tức là hãy nộp cái tài khoản này ở đây để có thể thêm vào các cái phần thưởng khác. Thì bạn hãy tạo một cái ví Near nha. Thì các bạn hãy click vào cái đường link này để tạo một cái ví Near. Rồi bạn nào đã có ví Near rồi thì có thể đưa cái tài khoản mình vào câu trả lời luôn. Còn nếu bạn nào chưa có thì mình hãy cùng đến với giao diện wallet.near.org để bấm vào chữ Create Account, tức là tạo tài khoản. Rồi ở đây thì bạn hãy chọn một cái tên tài khoản mà độc nhất. Ở đây thì mình sẽ đi tìm một cái tên tài khoản độc nhất. Ok, thì mình sẽ bấm là Reserve. Rồi ở đây có các cái sự lựa chọn để bảo vệ tài khoản của mình, đó là một cái Secure Passphrase, hay là một cái ví lạnh, hay là một cái email. Thì email thì nó khá là kém an toàn, còn mình thì lại không có ví lạnh, cho nên là mình sẽ dùng cái Secure Passphrase. Rồi các bạn nhớ là hãy copy cái này ra một cái văn bản hay là một cái USB hay gì đó, và nhớ là phải lưu trữ ở nơi an toàn. Rồi sau đó bấm tiếp tục. Người ta sẽ hỏi là từ thứ hai của mình là gì, thì là từ glue, nên mình sẽ bấm vào chữ glue. Rồi sau khi xác nhận thì bạn có thể cung cấp email để có thể bắt đầu xác nhận tài khoản của mình. Đây mình sẽ cung cấp email của mình luôn. Rồi và nó sẽ gửi cho mình một cái mã xác nhận. Rồi sau khi bạn đã tạo được cái ví Near thì mình sẽ có cái giao diện cái ví Near như thế này. Sau đó bạn sẽ dùng cái tên này để bỏ vào trong cái câu trả lời của CoinMarketCap. Rồi bạn hãy thêm cái giao thức Near này vào cái danh sách theo dõi công khai của bạn. Thì mọi người hãy quay trở lại cái giao diện CoinMarketCap.
sau đó là bấm mầm đồng ni nha. Rồi các bạn hãy bấm cái dấu sao. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái watchlist. Và sau đó là mình sẽ bấm cái chữ share. Chắc chắn là mình đã share cái public này, cái watchlist này công khai rồi. Sau đó dán vào đây. Sau khi các bạn nộp bài quiz thì các bạn sẽ nhận được một email ghi là thank you for your submission. Thì khi nào bạn nhận được cái email này thì mới chứng minh là bạn đã hoàn thành bài quiz nha. Tại vì nhiều bạn làm xong không biết là mình nộp bài hay chưa và cũng không nhận được email luôn. Thì điều đó có nghĩa là bạn đã sai ở một cái bước nào đó. Thì sau khi nhận được cái email này thì mình có thể chắc là mình, nếu mà mình đúng, làm đúng hết thì mình sẽ là một trong 40.000 người may mắn nhận được 10 đô dưới dạng token là Near. Và mình hy vọng là trong một tương lai không xa thì Near có thể là x3, x4 có thể dựng một cái cây nến xanh như bữa vừa rồi để cho những người mà nhận được phần thưởng này có thể gia tăng thêm tài sản của mình theo một cái cách là không cần vốn và vô cùng dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã xem video này và mình xin hẹn gặp các bạn ở các video lần sau. Bye bye!